Rồi ok thôi bây giờ nói cho mọi người về cái ấp ủ của Nhật Kim Anh trong suốt thời gian qua nhé. Thời gian qua thì Kim Anh rất là đam mê về mỹ phẩm cũng như là về Yến Sào Cửu Long thì cả nhà đã biết rồi. Thì hôm nay Kim Anh nói về những đứa con tinh thần mới của Nhật Kim Anh, đó là ba sản phẩm mà Kim Anh đã cho ra đời cách đây khoảng chừng một tuần thôi à, không có lâu đâu, nhưng mà được khán giả rồi được những khách hàng yêu thương và ủng hộ cho Kim Anh đó. Kim Anh rất là vui được nghe được những cái sự phản hồi từ các nhà phân phối và các đại lý, các cộng tác viên lại đó. Thì Kim Anh được các bạn ủng hộ nhiều lắm. Ví dụ như là ba món mà Kim Anh mới vừa sản xuất cách đây không lâu, đó là mặt nạ sa phong và sữa tắm sa phong và xịt dưỡng sa phong. Thì các bạn biết chắc là có lẽ là các bạn đã hiểu về 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 sa phong rồi phải không? Sa phong nó cũng không lạ gì đối với tất cả những chị em phụ nữ mình. Sa phong là một trong những cái nhụy hoa nghệ tây đó, tiếng Việt của mình là nhụy hoa nghệ tây, nhưng mà ở Iraq thì người ta gọi đó là sa phong. Thế cái nhụy hoa đó nó rất là có thể nói gọi là thần dược. Đa số những chị em phụ nữ ở bên 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 Iran, Iraq rồi đó, là những người đó họ hầu như là họ không dùng đến thuốc luôn. Họ dùng cái nhụy hoa nghệ tây này, và khi mà họ dùng cái nhụy hoa nghệ tây để dùng để pha trà và uống á, thì họ họ tự giống như là những bệnh về phụ nữ hay là những bệnh về trong cơ thể của họ đó gần như là được tiêu tan. Chính vì vậy cho nên họ coi cái nhụy hoa nghệ tây này như là một vị thần dược vậy đó. Và sau này á, mãi cho đến cách đây khoảng chừng một năm gần đây, một năm rưỡi trở lại đây, thì Kim Anh thấy được là rất rất là nhiều chị em phụ nữ ở Việt Nam đã theo đó mà chạy giống như là nghe được cái thần dược đó thì đã mua về sử dụng rất là nhiều. Và đa số là mọi người chỉ dùng cái nhụy hoa nghệ tây đó là uống trà nè, hay là nấu yến nè, hay là nấu cháo, hay là pha trà, nói chung là để dùng để uống thôi. Đó chỉ là những là cái thực cái nhụy hoa đó là các bạn dùng để uống thôi. Còn ngày hôm nay thì Kim Anh đã dùng cái nhụy hoa đó để làm ra những cái thức ăn cho da của mình, đó là từ bên ngoài vào, tại vì có thể các bạn uống ở bên trong nhưng mà các bạn phải từ bên ngoài vào nữa. Đó, ví dụ như như cái mặt nạ này nha các bạn. Đây Kim Anh đã sản xuất ra mặt nạ nhụy hoa nghệ tây nhớ, và sữa tắm nhụy hoa nghệ tây. Tại vì khi mà mình đã chăm sóc cho cái mặt của mình rồi thì mình cũng phải chăm sóc cho body nữa đúng không? Thì hôm nay Kim Anh cũng đã có sữa tắm nhụy hoa nghệ tây nha, cái mùi rất là thơm nhớ. Và thêm một đứa con tinh thần nữa, đó là chai xịt dưỡng cung cấp vitamin cũng là nhụy hoa nghệ tây luôn. Đây các bạn, nó rất là giống với lại chai detox nhưng mà giá hoàn toàn khác nhau, giá hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Ví dụ như chai detox của Kim Anh đó, nó có cái công dụng đó là thải độc, cho nên cái giá nó mắc lắm. Cái dưỡng chất của nó mắc thì cái giá nó cũng mắc. Chính vì vậy cho nên cái chai detox giá của nó là 990.000, còn cái chai này chỉ có 600 mấy thôi cả nhà. Tại vì nó là nhụy hoa nghệ tây, những ai mà đã biết về nhụy hoa nghệ tây rồi, còn những ai mà không biết về nhụy hoa nghệ tây thì có thể lên trên Google và các bạn search là công dụng của nhụy hoa nghệ tây ha, thì các bạn sẽ biết được. Đúng rồi, đúng rồi.